Hello anh em, nay anh quay cho anh em một số xe đang làm ở mình. Thì sẵn chia sẻ cho anh em thì mình thấy anh em hay bị có những cái tình trạng mà mình không có để ý, thì nó gây ra những cái ảnh hưởng rất là lớn. Thì sẵn đây anh em phải để ý những cái tình trạng mà nói chung mình chia sẻ nhiều clip rồi, thì có những cái tình trạng nào thì anh em phải để ý, mình chia sẻ cái đó thôi. Anh em gom nhặt lại theo rất là nhiều clip, mỗi một clip nó có một cái nội dung truyền đạt đó, chứ mình cũng không, mình thấy cái nào mình chia sẻ cái đó, chứ nó cũng không có là một cái câu chuyện gì đó nó bao quát hết một chiếc xe. Cái đó nó khó lắm, ở một khía cạnh nào đó bị một cái vấn đề gì đó thì mình chia sẻ cái đó để anh em thấy, anh em có thêm một cái chút kinh nghiệm. Và mình cũng đừng có vô trách móc chủ xe, tại vì không ai có thể là biết hết được tất cả nha. Mỗi một cái hàng ngày, một cái vấn đề mình làm, vấn đề đó nó cũng thêm một cái kinh nghiệm sống cho mình. Thì đừng có vô chủ xe đã bị như vậy, người ta đã rất là buồn, mình chỉ đưa ra cái vấn đề nó đang bị, thứ nhất để rõ ràng với chủ xe, thứ hai để cho chủ xe thêm cái kinh nghiệm và sẵn để chia sẻ với anh em những kinh nghiệm đó. Thì có nhiều anh em thì biết mấy chuyện đó là thường với anh em rồi, thì anh em cứ bỏ qua, tại vì còn rất nhiều người họ chưa biết. Và có những người, người ta chưa biết, người ta cũng sẽ lấy cái bài học đó cho mình. Cũng đừng có đi đặt vấn đề chủ xe như vậy nó sẽ như kia. Cuộc sống mình đừng có đánh đồng mọi thứ, cái việc nào xử lý ra việc đó, đó cộng sơn nó ra cộng sơn, tăng sơn, ví dụ như vậy, tăng sơn, đây là cái cây tăng sơn, cái cây để mà mình tăng sơn đó, cho cái sơn nó ở một cái mức độ dùng nhất định, thì cái cây này nó phải chống vô cái miếng này. Anh em nhìn thì nó hở ra khoảng 2 ly, thì nó không có cái nhiệm vụ là giữ, khi cái lực kéo nó giữ cố định cây cốt ha. Đó, cái lực kéo là kéo cái bánh về cái phía phần máy, vậy nên không chống cho được, nghĩa nó đang dùng cái lực ép thôi, nó không có giữ được cái bánh, nó xê dịch ha, nó hở ra đây. Cái thứ hai, bất kỳ ở trên một cái bát tăng sơn nào nó đều có những cái vạch hoặc ký tự để mình coi, mình tăng đều nó ở mức độ hai bên, mình chưa nói tới cái độ dùng sơn nha. Thì đây anh em đọc nè, 1, 2, 3, qua 3, gần 3,5, qua 3, gần 3,5 nha. Thì bên này anh em nhìn nè, từ trong ra nãy đếm vô 1, 2, chưa được 3, nó đang lệch nửa vạch. Nửa vạch này nó khoảng 2 ly đó. Thì khi mà nó lệch như vậy thì cái bánh nó sẽ bị xéo một bên, nó xéo qua bên này. Thì khi mà mình thắng hoặc là mình chạy, cái bánh nó không có thẳng hàng thì nó sẽ bị phá gì. Thứ nhất nó sẽ cạ bố nè, tại vì cái dĩa nó không có thẳng hàng, nó bị xéo, nó phải cạ bố thôi, nó sinh ra nhiệt có thể là hư bô thắng, có thể là mau hư dầu thắng, dầu thắng nó mau đen tại vì nó sôi lên mà nó nóng quá đó. Rồi khi mình thắng nó lết xỉu bằng bên, điều này rất là nguy hiểm. Và khi đi cua nó sẽ không có chuẩn bánh, nó lệch. Với lại khi mình lên ga nó bị giặt bánh, nó cũng không có cái cây giữ. Bên này thì tăng đúng nè, đỡ cái phần giữ cốt này đúng nè đó. Thì anh em phải để ý, quan trọng, rất quan trọng những cái chi tiết này. Cái này nó dính tới cái vấn đề kỹ thuật. Nếu mà chủ xe không rành, một khi anh em hay rửa xe bên mình nó có 100.000, mình sẽ tăng sơn, rửa sơn cho khách, kiểm tra tăng sơn đó, nó chuẩn lại cho anh em chỉ 100.000 thôi. Rửa sơn, tăng sơn, cân bánh bằng khí nitơ ha. Đó rồi, rửa xe đó, nguyên một combo như vậy chỉ 100.000, giá không thay đổi đó. Rồi có rất là nhiều trường hợp nó xảy ra khác nhau, thì mình muốn cái kênh của mình á, mình muốn truyền cái thông điệp là để anh em rút kinh nghiệm thôi, chứ không có soi mói bất kỳ một ai. Cho nên có nhiều anh em xem thì mình góp ý trên một cái phương diện nó đẹp một chút ha.
mình đừng có đánh đồng họ với một cái khía cạnh và một cái lĩnh vực nào đó của họ rất là giỏi. Mình đừng có so sánh với cái khía cạnh lĩnh vực của mình. Rồi những cái chuyện đôi khi một nhà bác học họ cũng có những cái họ như con nít, họ không biết được đâu. Họ riêng một cái lĩnh vực nào đó họ rất giỏi, nhưng còn những cái lĩnh vực khác thì chưa chắc. Cho nên đừng có vì một cái gì đó mà mình phê phán chủ xe buồn ha. Rồi đây là một chiếc xe của khách mang đến với mình, thì cũng qua nhờ cái kênh YouTube mình thấy mình rất là biết ơn, cảm ơn ha. Cái kênh YouTube mang lại cho mình rất là nhiều khách hàng đó, đúng ra là đã được giới thiệu qua một cái chỗ khác, nhưng ảnh có xem YouTube của mình, thì ảnh qua ảnh thử, ảnh trải nghiệm thử, ảnh nói thẳng như vậy, ảnh trải nghiệm thử. Thì mình cũng tư vấn với ảnh rất là rõ, xe này mình bảo dưỡng tổng quát. Thì rất là nhiều khách hàng, ngoài đa số là kênh YouTube thì thật sự chỉ chiếm không có nhiều đâu, nó tầm khoảng 30%. Còn lại là 70% đó là người ta theo dõi mình qua một cái quá trình rất là lâu. Cái thứ hai nữa là đa số khoảng trên 50% mình đoán được, tại vì mình hay hỏi khách sao anh biết tới em, anh đến đây sao, để nói là bạn anh giới thiệu, nghĩa là bạn ảnh đã từng qua bên mình sử dụng dịch vụ rồi, và khi ảnh cần bạn ảnh giới thiệu qua đó. Thì cái sự giới thiệu này rất là uy tín nha, tại vì bạn ảnh đã qua sử dụng dịch vụ rồi. Mình cũng thấy một cái vấn đề này mà ngay từ đầu á, mình nói mình chỉ cần làm tốt với những cái giao dịch mà mình làm, càng ngày mình càng tốt hơn. Thì những cái người mà qua bên mình sử dụng dịch vụ, người ta tốt, người ta giới thiệu lại bạn người ta. Và anh em biết đây không phải là một cái dạng marketing, đây là một cái dạng truyền lại cái thông tin ở chỗ đó là mình cảm thấy ổn. Mà thường mình làm xe thì gặp những khách hàng khó tính, mà vì những khách hàng khó tính đó, vì sao họ biết nhiều về xe và cái yêu cầu của họ cao, mình làm hài lòng họ để họ giới thiệu bạn bè, đó là cái mà mình thấy rất là vui ha. Làm hài lòng được người ta để người ta giới thiệu bạn bè qua. Còn nếu mà chỉ thấy được không có gì đặc sắc, họ không giới thiệu đâu, họ sẽ chỉ một cái chỗ khác, tại vì chỗ mình nó cũng không có gần những cái khách hàng. Rất là nhiều người Hà Nội, miền Trung, miền Tây gửi cho mình rất nhiều và xe ở Sài Gòn cũng có đủ kiểu hết, ở đâu cũng có, Phú Quốc, Côn Đảo về đây hết đó. Và cũng có rất là nhiều cái khách hàng nói chưa có sử dụng dịch vụ bên mình nhưng mà bị đồn anh em, bị đồn là đắt. Thì mình cũng có nói với anh em kỳ đó, mình cũng nói đắt là đắt như thế nào, ví dụ như thay cái đồ đó vô giá trị nó bao nhiêu, phải so sánh cùng cấp bậc đó giá thị trường đang bán bao nhiêu. Không có, mình không thể nào mà so sánh với một cái thu nhập bình thường. Hoặc đa số người nói đắt đó là những cái người mới chơi phân phối lớn, họ làm một chiếc xe, họ không có làm nhiều với một chiếc xe. Ví dụ như họ, nếu mà họ là dân chơi xe nhỏ, giá còn rẻ hơn độ xe nhỏ Adwinner, Raider. Giá làm một con phân khối lớn còn rẻ hơn một con xe nhỏ đó anh em. Không hề đâu, không hề mắc đâu đó. Và mình cũng đã nói rất rõ, phải so sánh phải đúng, chứ không có đánh đồng là cái thu nhập của mình, rồi mình đánh đồng nó quá cái khả năng của mình là mình nói mắc, quá cái mà mình nghĩ là nó mắc. Không phải, mình phải coi mình đã được cái gì, người ta bán cái gì cho mình với giá bao nhiêu, rồi giá thị trường đang bán chính cái đó 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 bao nhiêu mới đúng là mắc hay rẻ đó. Mà mình cũng không quan trọng, mỗi một cái tiệm họ sẽ có một cái phân khúc khách hàng và họ nhắm tới. Mình cũng không có muốn làm rẻ, mình làm, nói là nói thật sự mình đang làm cái giá nó rất là mềm, nhưng mà cho như cái họ nói là mắc đi, ok là mắc, mình làm mắc, nhưng vấn đề rủi ro của mình rất là thấp và người ta nhận được cái rất là xứng đáng. Mình thích vậy luôn,
thật sự mình thích làm mắc với mình thích làm rẻ, tại vì đồ nó có giá hết rồi, rẻ là thay cái đồ gì chất lượng ra sao, rồi có phù hợp với chiếc xe hay không đó, hay họ chỉ bán đồ thôi, họ có biết họ bán nó có phù hợp với xe không và cách làm vô như thế nào. Giống như chiếc xe này mà họ bán cho khách hàng một cái vỏ sau Rush 5, cái vỏ trước là Evo Cup đó, đó như vậy nè. Mình không nói tới chuyện rẻ hay mắc, anh em thấy như vậy nó có phù hợp hay không. Nhiều cái rất là tốn nhiều tiền nha, khách hàng mua cặp vỏ này đâu có rẻ đâu, nó có phù hợp hay không khách hàng, anh em tự nhìn nhận. Rồi thay bi chén cổ đó, có nhiều chỗ rẻ hơn 200-300-400 ngàn, có nhiều chỗ lại cao hơn, nhưng mà phải coi được rằng họ thay đồ gì đó. Giống như một bộ bi chén cổ Onbon giá nó bao nhiêu, nhà sản xuất bán nó bao nhiêu, rồi cộng thêm tiền công tháo lắp và cái cách người ta làm như thế nào đó. Giống như mấy con ốc này, con ốc là ốc tăng nè đó, bị đó, mở ra mở vô phải rất là đẹp như vậy. Ờ, hồi trước nó bị đục vậy nè, có vết nè đó, cho nên là phải nó mình đúc cái đồ dặn vô không được ha. Ừ, cái này có mở rồi, cái này có dấu đục rồi nè đó, thì mình cũng phải vuốt nó lại một chút cho nó đẹp đó, rồi mình vệ sinh sạch sẽ rửa hết mình mới lắp vô, mở bò rồi phải phù hợp nữa, rất là nhiều thứ anh em, chứ không phải gắn cái kịch lên là xong, hoặc là thổi úm la xì bùa vô cái là xong đó. Phải tính công của họ, công nó để làm được cái này họ phải trả giá bao nhiêu là thời gian và cái sự nỗ lực để làm được những cái công việc như vậy. Chứ còn muốn rẻ rẻ thì làm gắn vô gắn không đạt rồi sao, cái lúc đó anh em có cần rẻ không. Mình nói vậy thôi, những cái này á làm một lần xài rất là lâu dài đó. Nếu mà mình để cái chỗ đục hồi nãy á, bằng em mình không kỹ á, nó không dùng cái cây dũa, nó dũa mấy cái chỗ mà bị tòe đi á, nó đè vô thì thế nào nó cũng chạy xước nữa, nó nặng thêm, cũng phải xử lý lại một chút vậy đó. Đó, dùng cái cần siết đồ đàng hoàng, canh chỉnh nó chuẩn thì chạy cảm giác mới cứng an toàn, nó không phải đơn giản đâu, lắp cái kịch vô là ăn đâu đó. Rồi bố thắng phải coi là ừ giá này đang bán hãng bán ra bao nhiêu đó, thay vô đây đã công lắp đặt luôn là bao nhiêu, mình đang bán là dưới giá hãng luôn đó, dưới giá hãng mà không tính tiền lắp đặt vì đã tính tiền mở vệ sinh heo rồi, vậy thì tại sao lại nói là mắc đúng không. Một bộ bố này Sinter RST hãng bán bao nhiêu, không thể nào mà so sánh với một cái bộ bố mà ở ngoài chợ giá cốt người ta bán 5-600 mà giá cốt có 70-80 ngàn được, rồi che mắt đó là so với kinh tế của mỗi người là không đúng, nó không có phù hợp trong xe này đó. Thường cái cấp bố tháng trước nó sẽ cao hơn bố tháng sau, tại vì cái cường độ làm việc đó của nó lớn hơn. Thường cái cấp trước đó, nó sẽ là những cái dòng bố tháng trước nó sẽ là cao cấp lắm, RST rồi đó. Còn bố tháng sau nó thường là HSLS rồi thôi đó. Nhưng mà phải từ cấp Sinter trở lên. Không ai gắn cái ceramic vô con xe này, tại vì bản thân zin trên xe nó đã là Sinter rồi. Nó giống như những cái con cái dòng mà có gia tốc cao, tốc độ nhanh nè, trước sau nó đều là Sinter hết. Cái này người ta lên cái hai bít đối xứng thôi, chứ đúng ra nó chỉ là có một bít thôi đó. Nhưng mà lên cái heo này thì nó hiệu suất cao hơn. Ok, cũng phải thay bố thắng Sinter vô, không có được bố đen đó. Rồi mình quay cho anh em vậy. Còn có thêm một cái vấn đề gì nữa không? À, sẵn để cái này giờ mười mấy phút rồi, nói thêm về một cái vấn đề mà anh em hay mắc phải thì nó là nhiều thời gian quá, để một cái clip khác cũng được. Đây, đây là vệ sinh heo ảnh và đang vô đó. Đang vô bít tông đó, tháo ra vệ sinh hết rồi vô bít tông lại. Thì anh em thấy cái bít tông, anh em để ý những cái loại mà cao cấp đó, cái trái bít tông nó cực kỳ nhẹ và nó được những cái lớp mạ rất là đẹp.
và cái vừa nhẹ nhưng mà nó lại không sinh nhiệt, nó lại giảm sinh nhiệt chứ không phải không sinh nhiệt. Đó, những cái con heo nó nhìn nó đừng có quan trọng là mấy bit hay là sao. Thường bây giờ là ví dụ như heo trước là 4 bit đối xứng à. Nhưng cái cấp độ con heo á, nó làm việc ở cường độ càng cao á là đường dầu của nó càng xịn. Anh em đừng có nhìn vô cái thương hiệu nào nó sẽ có một cái mốc cạnh tranh, nó có ở cấp độ nào. Để cái bít tông mà càng cấp cao là đồ nó càng, cái bít tông càng nhẹ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó bằng những cái kim loại, nó được những cái lớp mạ cực đẹp, nó nhìn nó bóng bẩy và nó cái hợp kim nó ít sinh nhiệt. Ít sinh nhiệt để làm gì? Nó làm cho cái dầu thắng á, càng ít sinh nhiệt thì cái dầu thắng nó khi mà làm việc ở cường độ cao nó càng đỡ bị sôi. Chứ nhiệt mà sinh nhiều quá nó sôi dầu lên là bị bó thắng. Cho nên đồ nó tốt là nằm bên trong, chứ đừng có coi thương hiệu nhiều quá. Có những khách hàng hỏng rành mình đưa ra, anh em đừng có, họ khách hàng thì không bao giờ rành được. Nói chung là cái người rành là cái người quá chơi nhiều hiểu biết rồi, mình không nói. Nhưng mà nhiều khách hàng không rành, quan trọng là người bán họ có thật tình hay không. Ví dụ như đây, thêm một cái trường hợp, đây là con R1. Con R1 này nó đang đi cái cặp heo zin trên xe á, mà khách hàng đi mua cái cặp heo M4. Cặp heo này là cặp heo trên con xe CBR1000SB25. Anh em thấy cái cặp heo zin trên con R1 đời này nó cao cấp hơn cái con heo này chứ, nó hơn một cấp mà. Cái con heo R1 này nè, nó ngang cấp với con Rambo M50 chứ không phải là M4 này. M4 này đã dưới M50 một cấp rồi đó. Thật sự nó trung cấp, nhưng cái giá tiền mà mua một con cặp heo mới trên cái con heo R1 này nè, nó còn mắc hơn cái cặp M50 mua mới nữa. Anh em phải hiểu như vậy, không ai gắn xuống M4. Chỉ có thể là đi GB4 RS nè, hoặc nó cũng đã rẻ hơn nhưng mà nó là dạng đồ chơi, chấp nhận được. Hoặc là Cinema đó, chỉ có là Cinema thôi. Cái cặp zin trên con heo R1 nó nằm giữa cái M50 và Cinema. Nó thấp hơn Cinema nhưng mà nó cao hơn M50 đó, theo cái giá của nó hiện tại. Mình coi được như vậy. Và cái mức độ cạnh tranh, cái cùng cái phân khúc á, cùng phân khúc là cái cặp heo trên con R1 này nó phải cùng phân khúc với M50 chứ không phải cùng với M4. Mình thay vô đây là mình đang đi cái thấp cấp hơn rồi đó. Đó, mình đừng có nhìn thương hiệu nhiều quá ha. Con này với con heo zin R1 là con heo zin R1 là ngon hơn con này á. Về cái hiệu năng á và giá tiền nó vẫn hơn. Cho nên mình mua phải đúng đồ. Mình không nói chuyện mắc rẻ ha, mình nói ý là nó gắn một cái gì lên xe. Rồi, anh em gắn lên anh em phải hiểu, phải tìm hiểu, tại vì tiền đó là tiền của anh em, phải tiền của mình. Còn đây là con xe mà mình bán nè. Khách hàng chạy chắc cũng được mấy tháng rồi. Lên thay bi chắn cổ. Tại xe này hồi trước là mình chưa thay bi chắn cổ, về chạy thì nó rơ rồi, mình thay luôn đi. Rồi, không có chuyện để làm luôn. Hết. Rồi, khách hàng sẵn nói coi cho khách hàng cái đèn top thôi, chứ không có một cái trục trặc gì. Không có xảy ra một cái trục trặc gì. Thấy rất là đẹp. Anh em thấy ken không? Con xe nhìn nó đẹp, nó liền, xe dữ. Con này kỳ mình bán 200 mấy nè. Chạy tới giờ chưa mòn vỏ luôn. Mà nhìn xe nhìn nó chiến á. Anh em để ý, con xe mà nó zin á, mà mình thay những cái đồ đúng vô, nhìn con xe nó dữ lắm, nó dữ dằn lắm, nó có cái tướng, cái thế của nó dữ dằn lắm. Còn mình thay cái đồ tầm bậy vô nhìn xe kỳ lắm, nó đù lắm. Giống như những cái con xì bo ráp á, mà dân mà chơi xì bo á, người ta nhìn từ xa thôi. Nói chung là tùy theo cái level mà cái người ráp lên nó chuẩn hay không. Nhưng mà dân chơi xì bo nhìn từ xa là biết con đó con ráp hay là con xe xịn, hoặc con xe zin, hoặc con xe dọn luôn á. Nghe tiếng thôi là biết nó đồ zin hay không zin. Dân chơi vậy đó.
người ta chơi cái đó quá nhiều rồi, cho nên ta tới một cái đẳng là nhìn từ xa nghe tiếng tà tà vạch chạy ngang qua là biết như thế nào đó. Trong làm xe cũng vậy, dọn xe làm xe phải làm sao cho con xe nhìn nó cứng nó đẳng hơn. Nhiều người khách không rành, họ chỉ nung nấu những cái ý tưởng họ xem ở trên những cái kênh mạng đồ đó, họ mua đồ họ mua về họ lắp lên theo cái ý nghĩ của họ và nó không đúng, nó làm cho con xe nó kỳ lắm, nó đù con xe nó không có tươi, nó không có sáng, nó không có làm con xe nó ngầu hơn đó, hoặc là an toàn hơn, mà họ làm cho con xe nó còn không an toàn nữa mà tiền lại mắc đó. Nó nằm ở chỗ này, cho nên là thật sự anh em cần được tư vấn. Bạn bè chơi trong một cái nhóm xe để làm gì, tư vấn nhau, anh em cứ hỏi người ta chỉ cho anh em, hoặc anh em cứ gọi cho mình là mình tư vấn, là không có cần cái sự là lợi ích trong đó đâu đó. Chừng nào có dịp anh em ủng hộ mình đó. Còn tư vấn làm sao mình sẽ đặt mình vô cái khía cạnh của anh em chứ không phải khía cạnh của mình, chứ không phải đặt vô cái ý của mình, dựa trên cái ý của anh em đưa ra những cái sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng, chứ mình không có phải đưa vào khía cạnh của mình đó. Làm xe đâu cũng vậy, phải dựa trên cái ý của khách rồi mới tu bổ vô cho nó theo cái ý đó, cái ý của khách hàng làm sao cho nó trọn vẹn đó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chủ xe chuẩn bị lên lấy, để mình coi cái top lại, cái đèn top lại cho chủ xe. Cái đèn này cũng rất là quan trọng, top đồ còn nè, không biết sao nó không báo, có thể là chết bóng, có thể là vậy, chứ còn con xe này đứt bóng đó. Chứ còn xe này điện rồi mọi thứ nó còn zin lắm, chuẩn lắm. Rồi, cảm ơn anh em.